có một cái chú lớn tuổi mà ở nguyên một căn biệt thự. Con cái đều có điều kiện. Tự nhiên đột biến lên máu gì đó, thì sao đó. Rồi ngã quỵ rồi chết. Vì thấy một đời người nếu mình mà không gầy dựng, có mục tiêu giải thoát. Nên những đức thường khuyên người ở ngoài đời ở vị trí nào cố gắng niệm Phật. Lỡ mình bất tử không hay hay mình cứ niệm Phật. Người già những đức thường khuyên lỡ mình đi đâu mình lỡ mình té không hay hay mình nằm đó mình cứ niệm Phật đi. Nếu thọ mạng còn là tự nhiên có người đến giúp mà. Còn thọ mạng hết thì Phật hay đã đến rước mình về Cực Lạc rồi. Cái xác này bỏ lại kệ nó. Phải nhớ câu Phật hiệu này hay lắm. Nên đi đứng nằm ngồi cứ tập cứ niệm đi. Ung thư tai biến bệnh ngồi chỗ nằm chỗ gì cứ niệm Phật đi. Nếu còn nghe được quý vị đem cái máy nghe pháp của những đức này vì để cho ông bà cha mẹ nghe. Bây giờ thì còn cái máy giọt nước này, cứ để bên cho ông bà cha mẹ nghe hoặc mình treo xa xa nè, khỏi lấy được cứ nghe đi. Nghe những bài chia sẻ những đức họ cực kỳ vui, họ cởi mở tâm tư. Có một cái cô của nhắn tin của nó rõ ràng: thầy, con cho ba con nghe pháp của thầy giảng. Nhưng mà giờ con chăm ba con dễ ghê lắm. Ba con khó tính mà nghe pháp của thầy ba con dễ tính. Nhưng đứa cứ thường khuyên hoài mình là già rồi, dễ tính đi, con cháu dễ nuôi mà người ta dễ thương mình. Còn mình khó tính á, không có được gì đâu. Khó tính người ta khó nuôi, mà người ta không thương mình sao nuôi mình đấy. Đây là cái quan trọng lắm quý vị. Chỉ mới nghe pháp gì thôi mà họ nghe đó, họ vui đó. Tại những buổi giảng với đứa rất gần gũi, rất là dễ hiểu, người ta nghe là người ta hiểu liền. Nên người ta sẽ hiểu được khó tính, người ta nuôi mình khó, mà khó tính mình còn bị đọa lạc nữa chứ. Nên tập dễ tính đi. Tập dễ tính. Nhớ. Dễ tính người ta dễ nuôi mình. Nên mỗi một con người biết tu, biết niệm Phật rồi tập mình dễ tính, vui vẻ, hoan hỷ. Gương mặt cứ cười 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 vui, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Không buồn giận ai để trong tâm. Đây là một cái điều đặc biệt vô cùng quý vị phải cần nghe để nhắc nhở mình đó. Ngày nào như đức cũng nhắc nhở đừng buồn giận người để trong tâm. Ngày nào như đức cũng nhắc nhở đừng buồn giận người để trong tâm. Cứ như vậy mà áp dụng đi. Pháp môn tịnh độ này đặc biệt lắm quý vị. Nhưng đòi hỏi bạn tu bạn phải gầy dựng tín nguyện cực kỳ kiên cố, không có tu cả đời được kìa. Bạn cứ bám chắc câu Phật hiệu đi, bất cứ nơi nào chỗ nào bạn cứ niệm Phật đi, lợi ích cực kỳ lớn. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Hồi sáng ấy, hồi trưa chứ, gặp hai vợ chồng khi những đức bên kia đi về, hai chồng đến nói: trời ơi thầy ơi, chồng lỡ nắm tay bắt tay như đức, con nghe thầy giảng, con gặp thầy con mừng quá trời mừng luôn. Thấy thầy giảng con thích lắm thầy ơi. Bà vợ nói: ồ ngày con nghe thầy 3-4 lần thầy giảng. Ôi con vui quá thầy ơi, thầy thiệt con mừng quá, con gặp thầy con mừng quá. Hai vợ chồng cũng còn trẻ tuổi chứ, bằng nhà đức à, đúng rồi. Anh chồng cũng sanh 82, bằng. Thì vị biết rằng là họ vui, vô cùng vui khi gặp nhân đức. Xong rồi, dạ tôi thầy con đang bất an có một việc này, con xin thỉnh hỏi thầy. Con này có một miếng đất, giống như đất ông bà để lại. Màu đó miếng đất đó nó rẻ lắm thầy, anh em không ai ngó ngàng để ý tới. Nhưng mà sau này đất nó có giá lên thầy, thì anh em lại tranh đấu giành giật với nhau đủ chuyện. Bây giờ con xin hỏi thầy, bây giờ con phải làm sao? Nhưng đức nói, anh nghe những đức giảng nhiều anh nhớ, nhưng đức từng nói câu nói: có phước thì có phần, không cần lại cũng có. Bây giờ mình là người nghe đạo biết tu rồi, không cần tranh đấu giành giật gì chi cho nó mệt. Có phước thì có phần. Còn nếu như mà mình đã không có phần này mà mình đi giành giật, nó còn tổn đức tổn phước mình thêm. Bây giờ anh nghe đạo anh hiểu, anh nuôi mẹ cha anh đàng hoàng đi. Còn anh chị em muốn giành giật ở giành giật đi, kệ họ. Anh không có chỗ này, anh sẽ có chỗ khác còn lớn hơn. Cả đời anh sống an tâm là đại phước báo. Còn hơn là sống bất an mà còn không có phước nữa chứ. Tổn phước mà còn bất an.
Mình là người nghe đạo đi ngược lại. Bây giờ mình đi giành giật của cải với anh em, bây giờ cả cả đời lương tâm cũng bất an. Thôi khỏi đi. Cái gì của phần mình là hoàn toàn nó đã đi vào vị trí mà gọi là cái này cũng có hai vợ chồng, không có cái gì. Mình cũng có thể làm ăn cuộc sống mình ổn định, mình nghe pháp biết tu, làm sao mà tâm trạng vui vẻ an lạc là được rồi. Nên mỗi một con người nghe đạo phải nhớ cái câu tin sâu nhân quả. Tin sâu nhân quả. Khỏi giành giật hơn thua đấu đá làm chi cho nó mệt. Khi một hơi thở thở ra không hít vào cái gì cầm theo. Nhiều người giàu sang của cải nhiều quá trời, một hơi thở thở ra không hít vào cầm cái gì của cải theo quý vị. Nên cuộc đời con người nên tạo âm đức, tạo phước báo. Đây là người cực kỳ có trí tuệ. Giành giật của cải vật chất làm cho mình bất an thêm chứ làm gì. Còn cái gì của mình nó tự đến với mình. Nó không đến đường này, nó đến đường khác. Đường này mình người ta chặn lại thì nó đi đường khác à. Cái gì tin trong mạng vì có phước, người ta chặn đường này nó đi đường khác. Còn trong mạng vì không có phước thì quý vị có giật giành nó cũng không vô tay vì được. Mà khi vô tay rồi quý vị chết luôn. Vô tay rồi chết luôn. Nên mình là người nghe đạo phải hiểu nguyên lý này. Có phước thì có phần, không cần nó cũng có nữa. Cứ nhiệt tình tu phước duyên đi, sống những ngày tháng an tâm vui vẻ. Trong mạng hoàn toàn có phước, nó không có chỗ này, nó có chỗ khác. Yên tâm 100%. Chính như Đức ở một nơi nuôi người già nè, làm việc thiện nuôi người già nè. Khi Đức vừa sắp sửa hết tiền được, có người đem tiền đến cúng. Tại vì mình làm việc cho Phật Bồ Tát mà, nhiệt tình hết mình làm việc cho người ta mà. Nên mỗi một con người mình phải tin rằng gieo nhân nào gặt quả nấy à. Tin nhớ câu nghe, gieo nhân nào gặt quả nấy à. Họ không hiểu đạo, họ gieo nhân gì họ gặt quả báo nấy à. Những Đức ngày xưa ngoài đời thấy rõ ràng, anh em sống kế bên mà lắng ganh đắc quýnh lộn nhau. Con người không biết đạo là tạo bao nhiêu nghiệp chứ. Mình là người biết tu, mình tội nghiệp họ. Mình tội nghiệp họ. Nên vợ chồng nghe như Đức giảng tâm trạng vui vô cùng, hỏi một tiếng một thôi như Đức trả lời cái. Hai chồng mừng cái, thầy nghe thầy nói việc chúng con yên tâm rồi, chúng con hiểu rồi thầy. Mình mừng ghê. Người nghe mình chia sẻ Phật pháp mà người ta cởi mở tâm tư, người ta vui, mình mừng ghê. Nhưng Đức nói nguyện tam bảo gia hộ cho vợ chồng mọi việc đều suôn sẻ tốt đẹp. Với tâm vợ chồng vì những đức tin mọi việc sẽ tốt đẹp. Không sao đâu, đừng có lo. Người chồng quý mến những đức vô cùng. Bởi vì cái tâm đã quý mến mình, quá quý mến. Anh quỳ xuống nói những đức dỗ dai anh, cái kết duyên với anh. Cái tâm đã quá quý mình quý vị. Thì bản thân mình nhìn đã quá quý mình. Cái tâm quý đó chỉ cần dỗ dai người ta cái, người ta vui quá cũng có phước. Chúng sanh vui mình vui. Hiểu không? Chúng sanh vui mình vui. Nên có người ta gặp những đức ta chia sẻ, ta nói rằng chúng con mỗi lần cúng dường rất là mong muốn được cúng dường cho thầy. Dù đó là tình chấp, nhưng chúng con thích như vậy. Nghe một câu thì hiểu liền. Tôi nói được rồi, từ đây về sau bất cứ người nào cúng dường gặp mình đều hết sức hoan hỷ. Không có cái tâm mà kêu người ta bỏ thùng tam bảo đi. Vì mình cũng là tam bảo. Vì Phật Pháp Tăng nằm trong ba ngôi báo, mình cũng là tam bảo. Người ta cúng dường mình nhận, mình lo làm việc cho mọi người. Nhưng mà cái tâm người ta khi gặp mình, người ta cúng mình rất vui. Điều này là có phước báo. Có phước. Còn nếu không, người ta cúng mà tâm người ta lo âu, nghĩ ngợi này kia thì không có kết quả. Khi người ta cúng mà người ta gặp mình, người ta cúng được người ta vui. Tại vì người ta nghe mình giảng người ta thích quá, nên người ta cúng mình người ta rất là vui. Điều này tùy hỷ. Từ hôm nay những đức, tất cả những cái gì mà thấy có sự trở ngại chúng sinh hoặc là không được vui thì mình mới cởi mở ra hết. Tu hành là gì? Cởi mở tâm tư quý vị. Phàm phu mà kiểu không chấp làm sao được. Mình quý ai, cái gì mình cũng muốn cho trực diện người ta. Cái gì mình cũng muốn đưa trực diện cho người ta. Đã là quá quý. Giống như bây giờ những đức mỗi ngày chia sẻ Phật pháp cho quý vị nghe, giống những đức là làm công việc này. Khi bị có một cái gì bị muốn đưa trực diện cho những đức là bị vui. Khi mỗi ngày con nghe thầy giảng, bây giờ con cúng dường được gặp thầy, cái tâm người ta vậy đó quý vị. Chứ không phải là chấp nhất gì, mà cái tâm có người nó trả lại quý vị à. Nó trả lại. Giống quý vị thương ai,
Tự nhiên quý vị muốn có cái gì tốt nhất, quý vị muốn đưa cho người ta phải tự tay người ta lấy, quý vị mới vui lòng. Công nhận không quý vị? Điều này là rõ ràng, bởi vì mỗi một con người chúng ta sống trong cuộc đời này có những cái mà bản thân mình là do chấp nặng nên không thông. Nên chúng ta học Phật Pháp, niệm niệm gì chúng sanh, chúng sanh vui mình thấy cũng vui. Nên mỗi một người chúng ta tiếp nhận được Phật Pháp, Phật Pháp là một giá trị đặc biệt lắm quý vị. Nếu như chân thật mà nghe thì cái giá trị này vì áp dụng trong cuộc đời đặc biệt lắm. Những đức nói giàu sang mà buồn khổ còn không bằng nghèo nàn mà được vui. Giàu sang mà không gặp Phật Pháp còn thua nghèo nàn mà gặp Phật Pháp. Nên mỗi người chúng ta gặp được Phật Pháp là của báo vô giá. Đây là một giá trị cực kỳ quan trọng. Nhớ, giá trị này quan trọng lắm. Phải nhớ. Để mình chân thật nhiệt tình hết mình học Phật Pháp. Vì Phật Pháp cứu cuộc đời mình mà quý vị. Bây giờ mình có giàu cỡ nào giàu, giàu mà một người giàu mà giàu hơn cả nước này, có khi không ai giàu bằng họ. Nếu như họ không gặp Phật Pháp thì cuộc đời họ khi một hơi thở thở ra không hít vào thì họ có cầm theo gì đâu. Có khi cả đời họ không tạo được cái phước duyên gì cầm theo. Còn mình là người nghèo mà mình gặp Phật Pháp, mình lại nuôi được cái tâm giải thoát. Có những người hỏi câu, ủa tại sao? Cái người đó cũng đang thành đạt, còn trẻ, tự nhiên nghe Phật Pháp cái muốn phát tâm đi tu. Thì duyên đến lúc quý vị. Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài là Thái tử mà, mà Ngài vẫn nuôi chí hướng. Ngài muốn đi xuất gia tu đạo. Đó gọi là giác ngộ quý vị. Có một cái anh chàng này còn trẻ lắm, nghe nói đạo Thiên Chúa Giáo. Anh có duyên được nghe những đức giảng, cũng sắp sửa có gia đình rồi đó. Giờ anh nhắn tin anh hỏi, giờ tự nhiên sao trong lòng con muốn đi tu quá, không muốn có gia đình nữa. Giờ con xin thầy cho con lời khuyên. Thì giống nãy câu đầu tiên như Đức nói, có người khi cái duyên mình nó đến, đạo nào cũng là giáo dục tốt đó quý vị. Nhưng mà có khi anh nghe những Đức giảng, những bài giảng quá gần gũi, đơn giản, rồi anh nhìn được cái một đời người sao nó bị trói buộc khổ đau. Rồi thêm cái nhân duyên giác ngộ nó xuất hiện, nó đến. Và lúc đó tự nhiên mình phát tâm mình muốn đi tu thôi. Giống như có một anh chàng trên thành phố làm nghề tóc, nghe nhà Đức giảng pháp và rất muốn đi lên chùa nở tu. Xin cha mẹ, cha mẹ cho đi. Khi gặp những Đức nói là anh suy nghĩ cho thật kỹ, đã quyết định đi tu thì tu cho bằng được. Nếu quyết tâm tu là nhất định tu được. Chứ sợ anh không có tâm quyết, đi giữa chừng anh bỏ cuộc, anh quay lại thì làm nhiều người mất tín tâm thêm. Thà anh thấy chưa được anh làm cư sĩ, anh nghe pháp anh tu từ từ. Còn nếu như anh quyết định anh đi tu thì anh phải gây dựng tín tâm tín nguyện, tu cho bằng được. Giống như Đức hồi xưa cũng là thanh niên hai mấy tuổi, khi những Đức quyết định đi tu nhiều người cản, những Đức quyết định đi, những Đức đi vào chùa, còn đúng 500 ngày những Đức bỏ thùng tam bảo luôn. Những Đức nói rằng bây giờ thầy chủ trì cho cũng ở mà không cho cũng ở, cái tâm quyết đó dù trở ngại gì những Đức cũng đi cho bằng được. Nhưng mà trước khi đi bao nhiêu sự trở ngại, nào là té gãy tay, nào là té xúc móng chân, rồi té xúc móng chân kia luôn, là hai móng chân cái xúc gãy tay, bao nhiêu sự việc xảy ra trở ngại. Rồi tự nhiên cái chân nó làm độc ngay cái phỉ chân, lại Phật mà máu nó chảy linh láng. Thì mình đã chịu đựng hết, tất cả cái gì cũng chịu đựng được. Vô chùa gặp khó khăn trở ngại, làm cực khổ, ăn không được ngon, tại vì đồ ăn nấu dở quá, ăn không ngon, ốm o, cứ kiên quyết, quyết tâm cố gắng
như những đứa mới có ngày hôm nay. Nên đã phát tâm đi tu thì đừng bao giờ nghĩ rằng ở trong chùa cái gì cũng tròn vẹn. Tròn vẹn hay không là do mình. Thí dụ như mình gặp điều không phải, mình nhìn lại mình coi cái không phải đó mình có hay không, mình sửa. Mình nhìn cái điều tốt, điều đẹp, mình coi mình có hay không, học. Nên nghe những đức chia sẻ Phật Pháp là phát tâm đi tu là phải hiểu cho thật là kỹ. Những đức chưa bao giờ nói trong chùa hoàn toàn cái gì cũng tốt, trọn vẹn. Nên mỗi người phát tâm đi tu phải có góc độ cực kỳ sâu sắc. Anh chàng trên thành phố làm nghề tóc, thấy tướng tá công tử, nói là xin cha mẹ nhiều lần, bây giờ cha mẹ mới cho đi. Phải nhớ kỹ, mình đã quyết định đi tu thì chỉ cần mình quyết chí thì cho mạnh thì nhất định tu được. Tại trong chùa nhiều người trẻ như mình, người ta đều tu được mà. Rồi anh chàng mà đạo Công giáo, mình có duyên với Phật Pháp, mình nghe Phật Pháp mình giác ngộ lãnh ngộ, mình quyết định đi tu. Thí dụ như giờ mình đã có tâm quyết tu mà vừa sắp sửa có gia đình, mà cái tâm đó thì dù có miễn cưỡng đi chăng nữa cũng khó hạnh phúc. Vì khi anh nghe như Đức giảng, anh biết được bây giờ cái chuyện vợ chồng là sự chối buộc. Anh nghe anh biết được có khi có duyên mà lại không có nợ. Cái tâm đó nó lưỡng lự, mình phải quyết chí một hướng. Một là đi tu, tu cho bằng được, đừng lèn èn. Hai là ngoài đời thì có gia đình, sống phải nghiêm túc, chọn mục tiêu làm cư sĩ để nghe đạo và tu. Còn nếu đã quyết tâm đi tu, làm việc lớn của cuộc đời của một người đàn ông. Chùa mình thì nuôi bao nhiêu người già vô đây toàn là làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Dù là sửa cái nhà, làm một việc gì trong chùa mình toàn là làm việc cho thiên hạ không đó. Là đầu đội trời chân đạp đất, làm việc cho thiên hạ. Mà cái đặc biệt là được gây dựng tính nguyện, tính tâm để cầu sanh cực lạc. Cái này là cái cực kỳ quan trọng. Gây dựng tính tâm, tính nguyện, niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Việc này là quan trọng nhất. Nuôi được cái tâm này. Mình ngoài đời có khi mình nuôi một gia đình còn không sống. Đừng nói chỉ làm việc thiên hạ. Nhưng mà vô chùa mình là có cơ hội làm việc thiên hạ. Vô đây dù là làm một người cư sĩ, nhưng mà miêm mặt nhiệt tình hết mình để lo tu hành. Nên như Đức từng giảng một bài giảng rằng niệm Phật là đang hiếu với cha mẹ. Khi mình niệm Phật là mình đang báo hiếu cho cha mẹ. Rồi cha mẹ thương mình quá, mà cha mẹ vào chùa cha mẹ cũng được ảnh hưởng Phật Pháp luôn. Nên được lợi mình mà được lợi cho ông bà cha mẹ người thân. Nhưng đã phát tâm đi tu thì phải phát tâm cho nó mạnh. Phải quyết chí đời này tu tập cho tới cùng. Nên bài giảng của Như Đức là quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Nên những người trẻ nghe mà phát tâm đi tu, phải cái tâm phải hừng hực cái tâm. Vô học tập với những đức ở trong chùa là không biết gì nhiều, chỉ biết niệm Phật nhiệt tình hết mình phục vụ chúng sanh như bản thân Như Đức thôi. Làm bao nhiêu việc ý nghĩa, anh em tuổi trẻ rất là đông, trẻ tuổi rất là nhiều, đều là kết hợp với nhau như tình anh em sống với nhau để cùng phục vụ Tam Bảo. Này rất là quan trọng. Nên nhắn tin hỏi Nhân Đức chia sẻ gì đó. Nhớ con đường đi tu này đặc biệt lắm. Đức Thích Ca Mâu Ni ngài là thái tử tức lấy làm vua, ngài cũng buông sạch, ngài đi tu cầu giải thoát. Mình có cái gì mà nặng nề? Chỉ sợ là đi tu mà lưỡng lự 5 năm không quyết chí. Còn nếu như mình ở ngoài đời thì quyết chí sống cho thật tốt, học đạo, có gia đình, sống rõ ràng. Còn đã quyết định đi tu thì tu cho tới cùng. Vô chùa biết nghe lời, cái gì không hiểu thì hỏi, sống có quy tắc. Vậy thì sống ở đâu mà không được? Chắc chắn là phải có sự thành công. Nhớ. Nên pháp môn tịnh độ này đặc biệt lắm. Đi tu mà mình gặp ngay ngôi chùa chuyên tu tịnh độ, đây cũng là duyên đặc biệt. Gặp ngay ngôi chùa chuyên tu tịnh độ, lại nuôi người già nữa. Mà nuôi người già là mình đang nuôi tuổi già của mình đó các bạn. Nuôi người già là đang nuôi tuổi già của mình đó. Nên mỗi một con người chúng ta thương yêu người già là đang thương tuổi già của mình. Thương yêu người già là một hạnh phúc lớn vô cùng, phước báo cực kỳ lớn.
Nên chúng ta biết được Phật Pháp mà biết giới thiệu cho cha mẹ đến chùa để cha mẹ chọn con đường của cha mẹ. Nên mỗi lần người già đến chùa là Đức đưa lên tư tưởng cho người già. Nên nhiều người già vô chùa mình là tự nhiên họ bị ảnh hưởng. Tại vì Đức đưa lên tư tưởng cho họ bây giờ mấy chục năm ngoài đời, có khi ở nhà, ở một mình ở nhà, lỡ mình mất đi có khi con cái cũng không hay. Mà có khi mình đi tu thì con cái lại cản. Nên người già phải biết nói rằng bây giờ mẹ cha vô chùa sống còn đặc biệt hơn. Vì sao? Vì ở với đông người, có người quan tâm. Còn nếu bây giờ mà con cái dù có giàu sang, cha mẹ một căn nhà, các con mỗi đứa có căn nhà, vì thì cha mẹ ở trong nhà lỡ có bệnh đau, lỡ có mắc bất tử, các con có hay đâu. Mà các con cũng không biết cách làm sao để làm lo hậu sự cho cha mẹ mà. Đúng như trong Phật giáo, hãy để cho cha mẹ vô chùa tu đi. Rồi các người con cũng nhìn nhận sâu sắc, nghĩ điều này đi, thì tự nhiên mình hiểu. Việc làm quý vị đó là việc làm hiếu thảo. Tại vì công việc bận bịu ngoài đời, mình không có thời gian chăm lo cha mẹ nhiều, dù là thương đó, nhưng mà mình hãy làm sao để cái tình thương cho cha mẹ được vui lòng. Đó mới là hiếu quý vị. Còn sợ miệng đời nói này nói kia thì đó là mình vì cá nhân mình, chứ không phải hiếu đâu. Từ khi cha mẹ không chịu đi mà mình đẩy cha mẹ đi, điều đó mình sai. Để cho người già có sự chọn lựa. Để cho người già có sự chọn lựa. Như như Đức kể câu chuyện, hồi đó thường kể câu chuyện này quý vị nghe, cảnh giác mình. Bà cụ này bà có mấy đứa con, nhà giàu vô cùng, mỗi một đứa con bà cho một căn nhà, con bà đều có điều kiện, có sự nghiệp hết. Bà ở một căn nhà, con cứ cách tuần đến thăm mẹ. Chồng thì mất sớm. Có lần nọ thì mấy đứa con của bà tập trung đi du lịch, bà ở nhà. Đi du lịch đâu một tuần mấy thì mới trở về. Về thì qua thăm mẹ, gõ cửa, gõ hoài mẹ không mở cửa. Tông cửa vào thì thấy mẹ nằm chết thời gian lâu, sình thúi hết quý vị. Nên từ nơi đó quý vị thấy cuộc đời vô thường không? Nên cha mẹ già mà nó ở một mình, lỡ có chuyện gì ai giúp ai đây? Có một cặp vợ chồng, cô nói những đứa một câu: nếu lỡ mà ổng đi con còn biết báo tin thầy, nhưng mà nếu lỡ con mà bệnh gì bất tử là ổng bởi cái như không biết gì luôn. Và ổng đơ đâu biết gì đâu. Vậy mà khi đi đến chùa mình tu, một số cái vật chất sốc không buông xuống được. Nên tập nè, dù nhà mình có giàu cỡ nào mà khi mình vô ngôi nhà Tam Bảo mình sống, mình phải biết hòa nhập. Đừng có đòi hỏi về cái vật chất như ở nhà mình thì mình tu không có kết quả đâu. Mình đã vào đây mình để cho thầy sắp xếp làm sao cho phù hợp. Mình đã quyết tâm tuổi già còn không được bao lâu nữa thì mình quyết tâm con đường giải thoát kìa, chứ không phải vật chất. Vô chùa lo niệm Phật, siêng năng niệm Phật là điều hạnh phúc nhất. Đó là cái góc độ những Đức chỉ dẫn cho những người muốn đi vô chùa tu để hiểu biết. Có những người vô đây tự nhiên muốn có một cái phòng, muốn có vật chất này, vật chất kia, vật chất nọ. Thí dụ như bên chùa mới, bên đó có phòng, vì gặp quý thầy hỏi, rồi quý vị muốn cái phòng sao đó, quý thầy chỉ dẫn cho. Còn riêng bên hộ pháp đồ này kia đồ thì số người ở đầy hết. Vô đây ở là duy trì bình thường, ai cũng ở chung bình thường. Nên những Đức nói rằng mình đi vô trong chùa mình ở, gặp ngôi chùa mà lo lắng gì là hạnh phúc lắm rồi. Có khi những Đức mà la chúng mà mình đừng có bao giờ buồn, mình dặn đồ này kia là mình sai. Chúng đông gì mà những Đức mà không gầy, có khi những Đức nói chuyện vui lắm nhưng mà lâu lâu những Đức cũng gầy. Không gầy gì chùa này sao? Số lượng người đông y. Nên cái ngã con người mình nó dễ hại mình lắm. Cái ngã mà nó hại mình nó chứ không phải giỡn đâu. Đó, như bà cụ như kể thấy không, ở nhà sống cuối cùng gì mà chết nằm thúi luôn. Rồi câu chuyện mà cái chú này mới 45 tuổi, giàu thiệt giàu, ngủ một đêm sáng mai chết queo, của cái vật chất đều bỏ sạch hết. Nên gặp Phật Pháp là một giá trị cực kỳ lớn. Nên những Đức nói rằng cái mạng internet bây giờ phải cần đem Phật Pháp để vào, lập gian đưa Phật Pháp vào.
những cái trang mà mình mà lập lên rất nhiều người coi. Có một anh chàng, anh nhắn tin hỏi Như Đức một câu. Anh thì thường đi quay chùa chiền đồ, cái ký sự chùa chiền mà cái trang của anh gần 1 triệu người vô đăng ký, cái trang nổi tiếng gì đó. Mà có người muốn mua cái trang của anh. Anh hỏi Nhân Đức là con có nên bán hay không thầy? Nhân Đức nói, anh tự hỏi anh đi, cái tâm huyết của anh quay bao nhiêu cảnh vật trong đó, không lẽ cái tâm huyết của anh lại thua tiền? Nếu như mà cái trang anh bây giờ nhiều người vào có gì mà lại về mặt tâm linh, chỉ nhìn chùa thôi thì cũng chưa sanh được tâm giác ngộ, tại sao anh không đem những buổi giảng này anh để vào cái trang của anh thêm, vẫn giữ được cảnh đó, chùa chiền vẫn giữ được mà anh lại đem một pháp để vào thêm. Anh để những điệu niệm Phật thu âm của Như Đức sẵn để vào thêm, để bài pháp vào thêm, những ngày lễ anh để vào thêm, để vào cái trang đó, để cho cái trang đó được người trong coi cảnh vật này cảnh vật kia được nghe thêm Phật pháp, làm thêm cái việc cho người ta nghe được Phật pháp, người ta mới giác ngộ, ta mới lìa khổ được vui. Như những đức bây giờ nhiều anh chị ca sĩ nè, trung thu này nè, họ đến họ hát ngay ngày 16 tháng 8 âm lịch buổi chiều. Những ca sĩ nổi tiếng lỡ hát rất là đông. Những đức nói rằng mấy anh chị dặn cả gia đình người thân đến, có khi một lần người thân mình đến đây chùa mình mà người ta cảm giác an vui đặc biệt lắm. Mình gieo cái duyên Phật pháp cho gia đình mình luôn, như gia đình như mẹ Quách Tấn Du đồ này kia, đưa mẹ đến để mẹ mình có biết đâu được độ làm sao. Đây là một phần làm con đặc biệt nhất. Rồi nhiều người thích ca hát, họ nghe ca hát không họ cũng chưa giác ngộ, lìa khổ được vui nữa. Họ chỉ vui chút thôi. Bây giờ những đức cho những anh chị ca sĩ hát, những đức nói một công đoạn để cho nó kẹp chung cùng với bên ca sĩ hát, mong họ nghe được một đoạn pháp ngắn để họ giác ngộ đó là niệm niệm gì chúng sanh, những gì làm được cho chúng sanh một chút cũng nên làm, chân thật mà làm. Nên tất cả những cái gian mà nổi bật nên đem một pháp để vào thêm, đây là âm đức cực kỳ dày, pháp thí thắng mọi thí, ái diệt hết khổ đau. Đem bọc pháp để vào cho người ta coi là mình thí pháp. Nên những đức nói những người trẻ tuổi mà có cái tầm nhìn sâu để mà tạo công đức thì lập trang, dùng bao nhiêu cách để lăng xê cái trang mình lên để cho nhiều người người ta nghe bọc pháp, đó là một cái hành động đặc biệt âm đức. Cái âm đức mà dày rồi thì tự nhiên sự nghiệp cuộc đời mình phơ phớ. Người có phước đức thì thành công sự nghiệp trong cuộc đời, người mà thiếu phước báo lấy đâu để thành công. Phải hiểu nguyên lý này, phải nhớ. Nên mỗi một người mình nghe những tư tưởng mỗi ngày như vậy, vừa niệm Phật để cầu sanh cực lạc mà lại còn sống trong cuộc đời, làm bao nhiêu ý nghĩa trong cuộc đời. Ý nghĩa nhất là đem Phật pháp giới thiệu. Quý vị coi một ngày mà bao nhiêu buổi những đức chia sẻ, đủ chương trình mà 11, 12 buổi. Nên tất cả các trang bây giờ người ta tập trung vô, người ta lấy những buổi của mình ta đưa ra, vì cái trang của mình không có bản quyền cá nhân. Từ nơi đó quý vị đều lấy được những buổi này, quý vị đưa lên cho nhiều người được coi. Quý vị vừa có phước báo, quý vị vừa có điều kiện, thí dụ quá hay luôn. Chân thật mà làm đi. Tại vì những buổi chia sẻ như đức cực kỳ xác thực, gần gũi luôn. Nhiều người người ta nghe qua ở phương xa mà ta nghe thôi mà ta hết buồn khổ. Bao nhiêu người người ta nhắn tin, rồi có những người người ta tranh thủ thời gian ta đến gặp những đức một chút, mà ta gặp ta mừng, cực kỳ mừng. Những điều đơn giản nhất thôi. Cuộc đời con người sanh không mang đến, chết không mang đi, quý vị ơi. Sống buồn giận, sống khổ, sống để làm gì? Phật đã nói là sanh già bệnh chết, ai mà không già, ai không bệnh. Mà mình mang một cái tâm buồn giận, hận thù, trách hờn, thôi buông xuống đi, niệm Phật đi, để con đường mình đi còn giải thoát, còn nếu không đọa lạc trầm luân khổ đau. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho nhiều người nghe được pháp môn Tịnh Độ, tính nguyện niệm Phật kiên cố cả đời, cứ nhớ Phật niệm Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, cứ vậy đi. Đi đứng nằm ngồi cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ niệm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và
chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.